Và cũng là ngày hôm nay chúng ta có thông tin là ở Canada lại có thêm một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF nữa đó chính là quỹ đầu tư 3IQ Đây là cái um, hợp tác giữa quỹ đầu tư 3IQ và CoinShares để mà đưa ra một quỹ đầu tư Bitcoin ETF trên sàn chứng khoán của Canada, sàn chứng khoán Toronto Thì chúng ta thấy được là cho đến thời điểm bây giờ là chúng ta đã thấy được là Canada đã có rất là nhiều quỹ đầu tư Bitcoin ETF đây cũng là một trong những cái điều mà cho thấy được là cái nhu cầu để mà giao dịch Bitcoin ETF rất là cao ở Canada hiện bây giờ. Và chúng ta bây giờ ở Hoa Kỳ đó là có tổng cộng là khoảng chừng thường nhớ là 6 đề xuất Bitcoin ETF ở những công ty lớn. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa nghe động tĩnh về việc là có chấp thuận hay là có thể là tiếp tục trì hoãn. Các bạn cũng đã biết là một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF thì cái đơn đó có thể là được trì hoãn lên tới 8 tháng cho nên có thể chúng ta không biết được thông tin cho đến là khoảng chừng là gần cuối năm, khoảng chừng tháng 10 thì mới nghe được thông tin là có được chấp nhận hay là không. Nhưng mà chúng ta hy vọng là trong năm nay sẽ có một quỹ đầu tư Bitcoin ETF và đây sẽ là một thông tin rất là lớn nếu chúng ta có một quỹ đầu tư Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ. Và các bạn thấy được là đối với lại Bitcoin đó thì Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư nổi tiếng mà nhiều bạn cũng đã biết là Goldman Sachs đã để tài sản Bitcoin vào trong cái danh sách tài sản từ đầu năm cho đến bây giờ khi mà so sánh cái những cái loại tài sản với nhau để thấy được là tài sản nào tăng trưởng mạnh, tài sản nào tăng trưởng thấp thì các bạn thấy được là đây là cái danh sách của Goldman Sachs thì chúng ta nhìn vào cái khung bên tay trái đó đây là cái phần trăm lợi nhuận từ đầu năm cho tới bây giờ của năm 2021 nhưng mà phần trăm này là chưa được điều chỉnh so với lại phần trăm rủi ro thì các bạn thấy được là khi chúng ta để Bitcoin chung với lại dầu, chung với lại năng lượng, chung với lại tài chính chung với lại những cái chỉ số như là Russell 2000 hay là Russell 1000 chung với lại bất động sản thì các bạn thấy được là không thể so sánh được tại vì Bitcoin từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 118% trong khi những cái mảng đầu tư khác tăng trưởng các bạn thấy được không bằng phân nửa nữa thì làm sao mà so sánh được và khi mà chúng ta nhìn vào cái khung bên tay phải đó đây gọi là risk adjusted return có nghĩa là tính cái phần trăm lợi nhuận nhưng mà cái phần trăm lợi nhuận này là phải tính luôn cái phần trăm rủi ro thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào lợi nhuận và rủi ro đó thì bitcoin vẫn là 2,5 điểm so với lại các bạn thấy là những mã đầu tư khác thì thu xa bitcoin các bạn thấy là Russell 1000 là 1,8 nhân tài chính là 1,8 năng lượng là 1,7 bất động sản là 1,7 cho nên các bạn thấy được là tính như thế nào đi nữa thì Bitcoin vẫn là một mảng đầu tư mà có tiềm năng hơn khi mà chúng ta tính luôn cái phần trăm rủi ro vào đó thì Bitcoin vẫn dựa theo Goldman xác là một mảng đầu tư tốt hơn tất cả những mảng đầu tư chúng ta có hiện bây giờ có thể nói là chúng ta chưa bao giờ có một cái mảng đầu tư nào mà có lợi nhuận cao như vậy mà rủi ro so với lợi nhuận thì lại tốt như vậy đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là có rất là nhiều những quý đầu tư đang cố gắng để mà đi thu mua Bitcoin và trong cái đợt mà đi xuống giá lần này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được những thông tin là sẽ có những công ty nào sẽ nói là họ đã thu mua Bitcoin trong cái đợt đi xuống giá này chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi nói về Ethereum đó thì các bạn thấy được là ngoại trừ thông tin liên quan tới Ethereum được Uh, thu mua bởi những quỹ đầu tư Ethereum ETF ở Canada thì chúng ta thấy được là một thông tin cũng khá là phổ biến trong dòng uh, cuối tuần qua đó chính là thông tin liên quan đến cái quỹ đầu tư Rothschild thì công ty đầu tư Rothschild này bây giờ đã mua 4,75 triệu Ethereum thì dựa trên thông tin được chia sẻ bởi nhiều trang web chúng ta đang nhìn vào trang web investing.com thì công ty Rothschild đã mua tổng cộng là 265.302 cổ phiếu của công ty RayScale cho quỹ đầu tư Rayscale và Ethereum. Nghĩa là không phải là đi thu mua Ethereum trực tiếp mà đi thu mua Ethereum thông quỹ đầu tư của công ty Rayscale. Thì hiện bây giờ Rothschild tổng cộng giữ cái cổ phần của Ethereum của công ty Rayscale là đáng giá là 4,75 triệu đô la và hiện bây giờ đó công ty này cũng đang lưu trữ cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF của Rayscale tổng cộng là 38.346 cổ phần. Thì đây là một cái thông tin tuy là các bạn thấy được là trong tất cả những cái con số chúng ta nói tới khi mà những quỹ đầu tư đầu tư đó thì chúng ta thấy là 4,75 triệu đầu tư vào Ethereum thông qua quỹ đầu tư Rescale thì không phải là một con số lớn chứ hạn thấy được là thường chúng ta nghe nói tới là 50 triệu, 100 triệu thậm chí là 1 tỷ khi mà chúng ta nói tới những công ty như là công ty MicroStrategy khi mà đầu tư vào thị trường này hay là chúng ta nói tới à, những công ty như là công ty Tesla đầu tư vào thị trường này nhưng mà chúng ta thấy được là 4,75 triệu tuy là con số không lớn nhưng mà các bạn thấy được dấu hiệu là những quy đầu tư bây giờ đã bắt đầu thử nghiệm với lại Ethereum cũng tương tự như trước đây các bạn thấy được trước đây đó nhiều công ty đầu tư Bitcoin thì trước hết họ không biết là lưu trữ Bitcoin trong cái ngân sách công ty là như thế nào tại vì họ phải quan tâm đến là các bạn cần nên hiểu là Tại sao một công ty không đi ra ngoài mà họ tự đi mua Bitcoin Ethereum mà lại phải thông qua quỹ đầu tư ETF hay là họ phải thông qua công ty Rayscale Tại vì các bạn cần nên hiểu là khi mà họ đi thu mua Bitcoin Ethereum trực tiếp thì họ cần phải có chiến lược là lưu trữ làm sao cho an toàn Họ phải tìm hiểu là lưu trữ như thế nào, di chuyển như thế nào, bảo vệ như thế nào Các bạn hiểu tất cả những điều này thì là một điều rất là khó khăn cho nhiều công ty Tại vì họ sẽ lưu trữ số lượng lớn và họ không phải chuyên về lưu trữ và đầu tư crypto Tất cả những quỹ đầu tư thì thường đó là đầu tư vào crypto chỉ là một phần mà thôi, họ vẫn còn phải lo nhiều công việc khác. Cho nên khi mà họ lựa chọn đầu tư thông qua một quỹ đầu tư ECF hay là thông qua cái quỹ đầu tư như là Rayscale thì sẽ đơn giản hơn đối với nhiều công ty. Tại vì họ chỉ cần bỏ tiền ra mua mà thôi, công ty Grayscale sẽ bảo quản cái số lượng nhầm này trong cái ngân sách của công ty và họ chỉ cần nắm cổ phần mà thôi không cần phải lo tới là bị ăn cắp ăn trộm. hay là không cần phải lo tới là bảo quản như thế nào không phải suy nghĩ đến những chuyện như là lưu trữ trong bí chữ lạnh cho nên đây là những cái lý do tại sao mà những công ty lại lựa chọn đầu tư vào những quỹ đầu tư của Rayscale hay là các bạn thấy ở Canada thì nhiều công ty bây giờ lựa chọn là đi thu mua ETF tại vì họ không muốn phải bận tâm với những điều mà chúng ta vừa nói tới thì đương nhiên đây là một cái thông tin rất là tốt rồi nhưng mà các bạn thấy là trước đây thì nhiều công ty thì họ cũng đi thu mua cổ phần của công ty Rayscale cho Bitcoin nhưng mà sau này thì những công ty đã bắt đầu hiểu hơn thì họ bắt đầu tự lưu trữ Bitcoin trực tiếp trong công ty của mình đây là những cái thông tin mới nhất liên quan tới những quỹ đầu tư đầu tư vào thị trường crypto này chúng ta đã thấy những dấu hiệu là đã có sự thu mua Ethereum. Thì có một thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin mà gần đây được nhiều người nói tới từ hôm qua tới bây giờ. Đó chính là thông tin về Libo, phó thống đốc ngân hàng trung ương của Trung Quốc nói là tài sản tiền điện tử như là Bitcoin nên được sử dụng làm công cụ đầu tư hoặc các khoản đầu tư thay thế. Đây đó không phải là thông tin hoàn toàn chính xác tại vì các bạn thì được là đúng là Libo đã nói chuyện trong cái cuộc diễn đàn được tổ chức bởi CNBC nhưng mà sự thật đó thì ý của Libo không phải là như vậy các bạn thì được là ông ta không kêu gọi người dân đầu tư hay công nhận crypto ở Trung Quốc ý của Libo là Bitcoin với tư cách là một hình thức đầu tư không phải là tiền tệ cần được quy định chặt chẽ hơn so với hiện tại thì chúng ta thấy được là đây không phải là tin tức xấu nhưng mà cũng không phải là tin tức rất là bullish nhưng mà thường nó chúng ta thấy được nhiều bài viết giống như chúng ta thấy được là bài viết này của Contact thì cũng không có chính xác hoàn toàn liên quan đến là Trung Quốc chấp nhận hay là ủng hộ đầu tư tiền kỹ thuật số gì hết chỉ đơn giản là ngân hàng trung Quốc của Trung Quốc phó thống đốc bây giờ nói là Bitcoin với tư cách là một loại tài sản kỹ thuật số hay là những cái loại tài sản tiền kỹ thuật số tương tự như vậy thì coi như là một cái mảng đầu tư và cần được quản lý chặt chẽ hơn thì nếu như mà họ không cấm thì coi như là tốt rồi tại vì nếu có ý định cấm thì không lý do gì lại đưa ra những cái luật để mà quản lý thị trường này thì đây không phải là tin tức xấu như thường được chia sẻ nhưng mà cũng không phải là tin tức rất là bullish rất là tốt như là mọi người nghĩ là trung quốc sẽ cho người dân đầu tư vào crypto các bạn thấy được là bắt đầu từ năm 2017 đó thì trung quốc đã ra quyết định là không cho những sàn giao dịch hoạt động ở trung quốc cũng như không cho bán ico vân vân người dân của trung quốc vẫn có thể lưu trữ tiền kỹ thuật số đó không có cấm nhưng mà cái cấm đó chính là sàn giao dịch hoạt động ở trung quốc và các bạn cũng đã biết là thời điểm đó chúng ta có rất nhiều những sàn lớn ở trung quốc như là sàn btcc hay là các bạn thấy là mới đầu ngay cả sàn binance cũng là bắt nguồn từ trung quốc nhưng mà khi mà trung quốc ra quyết định là cấm sàn giao dịch hoạt động ở Trung Quốc bắt đầu từ tháng 9 năm 2017 thì các bạn thấy được đây là bài viết của tháng 9 ngày 11 tây năm 2017 thì lúc đó tình hình như thế nào chúng ta trở lại năm 2017 đi thì cái tin tức liên quan đến tin đồn là Trung Quốc xảy ra cái lệnh cấm liên quan tới thị trường crypto này thì tin đồn đã có vài ngày trước đó và đã dẫn đến thị trường đã có một số những cái đợt điều chỉnh hồi tháng 9. Lúc đó là giá Bitcoin là khoảng 4.600 đô. Thì các bạn thấy được là ngày 11 tây là ngày chính thức chúng ta nhận được thông tin liên quan đến Trung Quốc sẽ cấm không cho những cái sang giao dịch hoạt động ở Trung Quốc thì đã dẫn đến là thị trường đã điều chỉnh Chúng ta thấy được là bắt đầu là từ ngày 8 tây để có tin đồn rồi điều chỉnh cho đến cái mức thấp nhất Đó chính là cái ngày 15 tây Thì ngày 15 tây tổng cộng các bạn thấy được là thị trường đã giảm 35,86% Giá Bitcoin giảm tổng cộng là 1.600 đô Trở về mức là 2.970 Nhưng mà sau đó các bạn thấy được thị trường hầu như cũng không quan tâm đến tin tức liên quan đến Trung Quốc và giá lại tiếp tục tăng trưởng trở lại như là các bạn thấy trên màn hình. Thì trên căn bản thị trường cũng đã không quan tâm nhiều đến Trung Quốc nghĩ gì về thị trường crypto rồi. Chúng ta thấy được là năm 2018, năm 2019 thì còn rất nhiều người nuôi hy vọng là chúng ta sẽ có những cái thông tin tốt đến từ Trung Quốc nói là họ sẽ cho những sàn giao dịch hoạt động trở lại và đó mới là cái thời điểm mà chúng ta thấy là giá cả để hồi phục trở lại như là trước đây nhưng mà các bạn thấy được là cho tới ngày hôm nay thì Trung Quốc vẫn tiếp tục muốn siết chặt thị trường crypto và vẫn không cho những sàn giao dịch hoạt động nhưng mà các bạn thấy được cái giá bây giờ so với năm 2017 thì đã cao hơn rất là nhiều rồi không có Bitcoin ETF không có Trung Quốc chấp nhận chúng ta vẫn thấy giá cả tăng trưởng mạnh cho chúng ta thấy được là crypto nhất là chúng ta nói tới bitcoin là một cái thị trường mà không cần ai chấp nhận hết vẫn có thể tiến triển mà không dựa vào bất cứ một cái yếu tố đơn lẻ nào cho nên về việc là Trung Quốc có cấm hay là không cấm thì cảm thấy là trong thời gian hàng cũng không có uh, cái tác dụng lớn đối với thị trường này ngay cả các bạn thì được những thông tin như là chúng ta thấy được là thông tin liên quan tới Ấn Độ cho dù Ấn Độ muốn cấm hay nữa thì đương nhiên là trong thời gian ngắn hạn chúng ta có thể thấy cái sự phản ứng xấu liên quan đến giá cả nhưng mà các bạn thấy được là ngay cả Trung Quốc cái thời điểm năm 2017 là cái quốc gia mà giao dịch tiền kỹ thuật số rất là nhiều ở châu Á mà ngay cả Trung Quốc cấm sàn giao dịch mà các bạn thấy được là giá chỉ đi xuống khoảng chỉ một tuần mà thôi sau đó là hồi phục lại và đi trở lại rất là nhanh các bạn thấy được là trong thời gian rất là ngắn từ lúc mà điều chỉnh xuống cho đến lúc mà phá cây đỉnh cũ là các bạn thấy được tốn thời gian là từ ngày 8 tháng 9 cho đến ngày 12 tây tháng 10 trong vòng 4 tuần thôi thì giá đã hồi phục lại và lại phá cái đỉnh mới như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Cho nên cho dù lẫn độ có quyết định là cấm tuyệt đối này nữa nhưng như nhiều tin đồn hiện tại thì thường cảm thấy là sự ảnh hưởng có thể là còn không có mạnh bằng khi mà Trung Quốc cấm năm 2017 nữa. Tại vì bây giờ Ấn Độ không phải là một quốc gia mà có nhiều khối lượng giao dịch nhất ở châu Á, không giống như là Trung Quốc năm 2017. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới thông tin này. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể tìm thấy link giảm 20% phí giao dịch khi mà còn tham gia vào sàn Binance, một sàn rất là nổi tiếng như bạn cũng đã biết, hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Margin Bybit, sàn Probit sàn Linex hay là sàn MT một sàn uh, margin hỗ trợ copy trade sàn FTX thì mình cũng đã biết sàn Binance US đây là một sự lựa chọn cho những bài nào ở Hoa Kỳ mà muốn mua những cái altcoin sàn Coinbase thì mình cũng đã biết BlockFi ứng dụng lending có lại các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và cuối cùng đương nhiên là một dịch vụ rất quen thuộc đó chính là crypto coin như bạn cũng đã biết và ở đây những cái thông tin mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn